Chào cả nhà, hôm nay buổi sáng mình ra thăm vườn và quay lại cái cây dâu tầm Đài Loan này cho cả nhà coi nè. Hôm nay cây đã ra lộc và ra trái rất là nhiều. Cây dâu tầm Đài Loan này mình trồng trong cái chậu cũng nhỏ lắm cả nhà, đường kính chỉ có 40 ha. À, chậu nhỏ nhưng mà vẫn cho trái rất là nhiều. Mình cũng thường xuyên mình chăm thêm phân vào gốc á, bón thêm phân cho cây để cho cây có đủ sức để cho mình nhiều trái ngon ha. Thì hôm trước mình có chia sẻ cái video là bí quyết giúp cây dâu trái siêu dài Đài Loan có trái quanh năm đó. Thì mình có chia sẻ cách mình hãm nước cho cây để cho cây có trái ha. Và mỗi năm như vậy á thì mình tính chắc là sẽ được 6 đợt trái. Và từ ngày mà mình thu hoạch lần cuối cùng á, mình có chia sẻ video cho cả nhà coi trước rồi đó, thì cách đây là 1 tháng 10 ngày là đợt thu hoạch cuối cùng của cây dâu này á, là 1 tháng 10 ngày, thì bây giờ cây dâu đã cho trái tiếp. Thì với cái mức độ như vậy á, thì khoảng chừng 10 bữa nữa, cho tới trong vòng 2 tháng thì cũng sẽ kết thúc cái vụ dâu này. Tại cây dâu này khi mà trái nó phát triển lớn rồi đó thì nó cũng rất là nhanh chín nha cả nhà. Thì mình chia sẻ cho cả nhà biết cái giống dâu mới nè, giống dâu Đài Loan này là trái rất là đẹp, ăn thì ngọt lịm mà ra trái quanh năm. Chia sẻ cho cả nhà biết thì ai thích thì có thể ra những trại cây giống á, mình mua về mình trồng một cây cho gia đình mình có trái ngon ăn ha. Hiện tại dâu này á mình chưa thấy bán trái ở ngoài chợ nha cả nhà, và nó chưa có đại trà, nhưng mà cái trái nó ra đẹp lắm, mà nó chín thì ăn ngọt lắm nha, mình rất là thích đó. Cả nhà thấy không, nó đâm từ cái nách lá ra như vậy đó, ra lá rồi ra trái theo luôn. À, cây dâu này hồi lúc mình mua nó nhỏ xíu à, thì mình mua 150.000 đồng một cái nhánh nhỏ, như là một cái nhánh lá của nó bây giờ nè. Thì mình về mình trồng ha, mình trồng cũng được 1 năm rồi đó cả nhà. Khi mà cả nhà hãm nước á và chăm sóc theo cái cách để cho cây dâu ra trái quanh năm mà trồng chậu như mình, thì cả nhà nhớ lưu ý là phải bón phân cho cây đầy đủ, mà nhớ là mình bón phân hữu cơ nha. Mình sử dụng hoàn toàn là phân bò, phân trùng quế, hay hoặc là nước vo gạo, hay hoặc là phân cá. Mình bón chăm sóc cho cây thì cây mới có sức cho mình trái được cả nhà. Trái này chắc đúng ngày Tết là thu hoạch đó cả nhà. Nha, trái chùm chùm xuống dễ thương lắm. Rồi hôm nay chia sẻ như vậy cho cả nhà coi cho vui ha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp.